Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And it's time tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời cùng vì sao sáng tỏa sáng. Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời. Hát với nhau lời chúc mừng. Thank you.
dịp của cô hai sẽ có lăng hoa tươi thắm để chúc mừng cho sự kiện sinh nhật của câu lạc bộ Nhãn Lồng ngày hôm nay. Xin mời. Xin đại diện cho chị câu lạc bộ gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo địa phương khu dân cư khu 2 thôn xã Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ đã tạo điều kiện cho câu lạc bộ có cái địa điểm cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho sự tập trung của tất cả anh chị em trong một ngoài câu lạc bộ trên mọi miền tổ quốc có dịp gặp gỡ giao lưu trên quê hương Phú Thọ, đất tổ vô hùng. Minh Hiền xin thay mặt ban quản trị một lần nữa xin cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn bà con dân phố đã chung vui cùng với câu lạc bộ và có những lăng hoa tươi thắm để và lời chúc tốt đẹp nhất dành cho câu lạc bộ. Minh Hiền một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào. Lời đầu tiên, em xin thay mặt ban quản trị gửi lời chào, lời chúc tới chính quyền địa phương khu 2 xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tới các anh, các quý vị cùng toàn thể anh chị em thành viên, lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất ạ. Vâng, hôm nay được sự nhất trí của cán bộ địa phương khu 2 và sự giúp đỡ địa điểm trang thiết bị sân khấu âm thanh ánh sáng của vợ chồng em phó chủ tịch Thành Nam. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu câu lạc bộ Nhãn Lồng Hát Vì Đam Mê, được thành lập đến nay vừa tròn 3 tuổi, thời gian chưa đủ dài nhưng chúng ta đã có thể tự hào và phấn khởi khi hôm nay cũng có mặt tại đây nhìn lại một chặng đường xây dựng, phát triển và đã gặt hái được nhiều thành công từ những ngày đầu thành lập và đi vào hoạt động. Em Hằng Nguyễn không thể kể hết những khó khăn vất vả của tập thể ban quản trị. Những ngày bằng những sự nỗ lực của ban quản trị và được các anh, các chị thành viên hết lòng ủng hộ câu lạc bộ chúng ta đã gặt hái được nhiều thành công. Em xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Dạ vâng, hôm nay trên quê hương Vĩnh Lại, tại Tân Gia của nhà em phó chủ tịch Thành Nam, câu lạc bộ long trọng tổ chức sinh nhật họp mặt câu lạc bộ vừa tròn 3 tuổi. Chúc câu lạc bộ luôn luôn đoàn kết gắn bó, xây dựng ngày càng phát triển vững mạnh, bay cao và bay xa hơn nữa. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Cảm ơn những đôi lời chia sẻ phát biểu khai mạc của bà Nguyễn Thị Hằng, chủ tịch của câu lạc bộ Nhãn Lồng. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng nhìn của mình đến sân khấu để cùng đến với phần phát biểu của ông Minh Hiển, cố vấn của câu lạc bộ. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể ban quản trị câu lạc bộ Nhãn Lồng, các thành viên thân mến, kính thưa toàn thể nhân dân khu phố khu 2 xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trải qua 3 năm hoạt động của câu lạc bộ đến nay đã hội tụ được rất nhiều tài năng ca hát trên mọi miền tổ quốc và các kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Và sân khấu câu lạc bộ đã là nơi giao lưu ca hát cũng như chia sẻ tâm sự của anh chị em cùng nhau, tạo nên sự gắn kết tình cảm hơn bao giờ hết.
Nhân dịp câu lạc bộ Nhãn Đồng HP Đam Mê tổ chức sinh nhật lần thứ ba này, mình xin thay mặt ban quản trị câu lạc bộ gửi lời cảm ơn tới tập thể ban quản trị cùng các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ đã cùng chung tay xây dựng câu lạc bộ phát triển ngày càng phát triển như ngày hôm nay. Và hôm nay nhân dịp câu lạc bộ tổ chức trước sinh nhật, Minh Hiền không biết nói gì hơn là xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các vị khách quý cũng như là ban quản trị cũng như các thành viên trong suốt thời gian năm qua đã dành rất là nhiều thời gian cùng ban quản trị để xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển, có một cái sân khấu vui chơi sôi động như ngày hôm nay. Và Minh Hiền không biết nói gì hơn, ngắn gọn ở đây thôi. Cảm ơn các vị rất là nhiều và chúc các vị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công tốt hơn trong cuộc sống. Xin phép. Vâng, cảm ơn lời phát biểu của ông Minh Hiền, cố vấn của câu lạc bộ rất là nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị khách quý thân quen, câu lạc bộ Nhãn Đồng ngày hôm nay hoạt động đã được 3 năm, kết nối đam mê của những con người đến từ khắp mọi miền trên cả nước. Không chỉ như vậy mà kết nối những đam mê của những kiều bào đang sinh sống tại và làm việc tại nước ngoài. Vâng, và để cùng duy trì và phát triển câu lạc bộ như ngày hôm nay thì cũng xin được cảm ơn chủ tịch câu lạc bộ, cố vấn câu lạc bộ, chủ nhiệm, quản trị viên và các thành viên đã cùng tạo nên một câu lạc bộ ngày càng phát triển và phát triển mạnh như ngày hôm nay ạ. Vâng, trước khi thắp ngọn lửa đam mê thì hãy thắp ngọn nến số 3 lên trước được không ạ? Rồi rồi, có được quanh chân người lên sân khấu ạ. Đâu? Không trả lên ạ. Vâng, xin mời Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng ngày hôm nay ạ, và chúng ta sẽ cùng đợi đúng người thật tươi với
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Minh Hiền xin kính chào tất cả quý vị các quý và toàn thể anh chị em mặt ngày hôm nay. Sau đây là ca khúc một ca khúc hát chèo Mùa Xuân Ta Ngỏ Lời Thương, chúc cả nhà luôn luôn chúng ta 365 ngày ngày lao động năm mùa xuân.
đến với dòng ca của vị khách mời. Xin mời dòng ca của ông Xuân Đông, trưởng khu dân cư. Xin mời lên sân khấu với một sáng tác được mang tựa đề Mùa Xuân Đó Có Em. Và xin được trân trọng kính mời ông ạ.
Bye.
đến với giọng ca của cô Lê Máu với một sáng tác được mang tựa đề Cánh Vọng Mẹ Ru. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với một sáng tác được mang tựa đề Đất nước. Xin mời anh ạ. Cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Vâng, cảm ơn
đây có còn rất là nhiều một sáng tác đất nước vâng ạ đã đi vào lòng người với ca khúc này. Và ngay sau đây thì cùng nối tiếp với một sáng tác nữa được mang tựa đề Hai Quê với phần thể hiện giọng ca của cô Sử Quyến. Xin mời bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyễn với một sáng tác được mang tên này. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với Tân Thế Hiền, một sáng tác Quang Vinh với một sáng tác được mang tên này.
vị cùng đến với phần song ca mang ca khúc Thành Đề Chỗ Mơ Hoa Hò Có Thể Hiện Câu Châu. Xin mời ạ. Yeah.
Ninh được mang tựa đề Ba Quan Mời Trầu với phần song ca của giọng ca Quách Hương cùng với một vị khách và cùng song đăng ký song ca với giọng ca của Quách Hương thì xin mời lên sân khấu ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua quyền của Vũ Văn và Trần Phương. Xin cảm ơn cả nhiều ạ. Vâng, và tiếp theo với một sáng tác song ca được mang tựa đề Anh Hậu Phương Em Tiền Tuyến với phần thể hiện giọng ca của Trần Hậu và Nguyễn Giới ạ.